Sộp nơ mơ hạt.com, nơi bán nick liên quân uy tín giá rẻ, thử vận máy nhận nick cực ngon. Truy cập ngay sộp nơ mơ hạt.com. Ok, chào toàn thể anh em đến với The Let's Channel của nơ mơ hạt. Thì trong video này mình sẽ làm về vị tướng, đó là Omen. Thì anh em cũng biết rằng thì chất tướng đó là Omen là một chất tướng đó là cực kỳ là khỏe. Trong đấu giải hay là trong đấu rảnh thì người ta sử dụng rất chỉ là nhiều. Thì clip này mình cũng sẽ trình bày cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu xanh chó đó là vị trí của Omen ở mùa 24. Đối đầu với mình bên kia đó là Arthur, một chất tướng khá là trâu bo. Rồi solo cứu này mình lượng máu thì khá là thấp, nhưng mà thôi vẫn quay trở lại solo cứu. Ôi nó có bốc vạ con một xíu máu à, tiếc thế, không lại anh em ạ. Khi mà cái lượng sát thương của á thú và đồ trâu bo của á thú và sự hồi phục của á thú thì cũng khá là tốt, nhưng mà có lẽ là mình cũng khá là chủ quan nữa. Khi mà bị đó là cấu đi khá là nhiều máu thì xíu nữa thì đó là sẽ chơi lại 6 nhá. Rồi thì anh em thấy thì thời điểm hiện tại thì mình đã bị đó là mất đó là một điểm hạ gục rồi. Solo cứu không lại á thú ở giai đoạn đầu game, nhưng mà giai đoạn về sau thì chắc chắn là á thú không có cửa để ăn được đó là Omen anh em ạ. Bởi vì anh em cũng biết rằng đó là giai đoạn về sau thì Omen đó là có chiếu cuối, nếu mà đánh không lại thì có thể bỏ chạy. Mà giai đoạn về sau khi Omen có đô thủ rồi thì hoặc là có đó là đô cống đánh theo phần trăm máu rồi á, thì thực sự đó là á thu rất chỉ là khó để có thể là đã chơi lại Omen. Nên là đầu game thì mình hơi chủ quan xíu á. Thực tế thì nói chung những keo solo như vậy thì cũng 50-50. Nếu mà Omen gọi là bật chiêu 2 một cách hợp lý thì có thể đó là ăn được, nhưng mà bật chiêu 2 một cách đó là không hợp lý thì lại đó là bị đó là tìm bên đi cắn được. Có lẽ là lỗi ở do mình. Thì bây giờ đó là làm lại này, solo không bạn ơi. Thì khi mà anh em thấy á, nếu mà tem bên đích đi cánh thì anh em sẽ kiểm soát đó là những con giới này cho mình, kiểm soát những con gọi là quay nhỏ để gia tăng thêm đó là cái lượng vàng và kinh nghiệm đó là cho bản thân. Bây giờ anh em nhận thấy thì ta thân xế giá vừa đó được ăn bởi Ngô Khống, thì Ngô Khống chắc có lẽ là ở gần đấy hoặc là về bùa sánh, nên là cẩn thận hơn một xíu. Rồi solo không bạn ơi. Rồi pha này thì mình sẽ đó là sát vực luôn nhá. Rồi sát vực và khóa đánh luôn này. Thời điểm hiện tại lên level 4 rồi thì á thú khó mà có thể đó là chơi lại đó là vị trí của Omen. Và anh em nên nhớ rằng cho mình đó là chiêu 1 anh em gọi là khi nào đó là anh em kéo đối phương lại một lần rồi á, sau đó anh em nếu mà đối phương ở trong sát vực thì anh em khoán đà đó là dùng chiêu 1 dành cho mình, chiêu sát kiếm, để khi nào gọi là hết cái sát vực thì khi đó anh em sử dụng đó là chiêu một sát kiếm để kéo đối phương lại nữa. Đó là những điểm anh em cần lưu ý khi chơi đó là vị trí của Omen. Về phần chiếu thức của vị trí đó là của Omen thì mình sẽ phân tích cho anh em như sau. Chiếu thứ nhất của Omen đó là sát kiếm, anh em gọi là kéo gọi là mục tiêu lại đó là gần bản thân và làm chậm đó là tốc độ di chuyển của tướng địch. Còn chiếu thứ hai thì sát niệm anh em kích hoạt thì tăng tốc độ di chuyển, bên cạnh đó thì giúp đó là Omen có khả năng miễn thương cực kỳ là tốt. Còn chiêu cuối thì sát vực thì anh em sẽ đó là khóa đối phương lại thôi trong vòng đó là 5 giây và đối phương gọi là gây sát thương sẽ thể bị giảm đi đó là 20%. Rồi ví dụ như pha này chẳng hạn này, anh em thấy thì mình sẽ khóa bằng chiêu cuối nhá, và chiêu 1 mình chưa sử dụng vội. Nếu mà hệ sát vực chưa hạ gục được đó là á thú thì mình sẽ sử dụng chiêu 1 đó là sát kiếm để kéo á thú lại, nhưng mà đủ đám rồi anh em ạ, và tiện á thú lên bảng điểm số.
Thì đầu game thì Á Thu ăn được một mạng thôi, nhưng mà thời điểm hiện tại thì chắc chắn là Á Thu không bao giờ đó là ăn được, đó là vị trí của Omen nữa, kể cả đó là ở giai đoạn đó là 4 giờ về 6. Bởi vì nếu mà Omen đánh không lại thì có thể là sử dụng đó là chiêu cuối, rồi sau đó thì nhốt Á Thu lại và có thể đó là bỏ chạy bằng cái tốc biến. Thì Á Thu chất tưởng đó là kém cỡ đồng, nên là anh em thấy thì khó mà có thể đó là Á Thu ăn lại đó là Omen. Tất nhiên thì việc đó là solo bây giờ thì Omen đó là sẽ đó là tất nhiên thì sẽ có đó là nhiều lợi thế hơn, và phần thắng thì gần như đó là về Omen nếu mà anh em bật chiêu 2 một cách hợp lý. Bởi vì chiêu 2 của anh em bật một cách hợp lý thì miễn thương lên đến đó là 50%. Bên cạnh đó thì khi anh em nhốt đối phương trong sát vực thì đám của đối phương còn bị giảm đi đó là 20% nữa. Vì thế đã trâu bo lại trâu bo hơn nữa đến từ vị trí của Omen. Thì về chiêu thức của vị tướng Omen như vậy, về cách chơi thì như thế nào? Thì anh em làm sao đó là sử dụng đó là chiêu một địch kéo đối phương về đó là gần đó là Omen. Sau đó thì anh em sát vực bằng đó là chiêu cuối. Bởi vì khi anh em đã kéo chiêu một trúng rồi thì chắc chắn đó là sát vực sẽ đó là dính. Còn bây giờ đó là tầm ảnh hưởng của chiêu cuối, tầm khóa của chiêu cuối thì sẽ không gọi là xa lắm. Đây ví dụ như pha này này, kéo chiêu một lại này, khóa đó là chiêu cuối thì chắc chắn đó là dính. Còn bây giờ tầm ảnh hưởng của chiêu cuối thì sẽ đó là bị ngắn hơn so với trước. Vì thế thì sẽ đó là dễ hụt hơn, đặc biệt thì gặp những chất tướng cỡ đồng. Mình đang nhận thấy đó là tầm nhìn của đó là vị trí đó là Ngô Không hình như đang trong bụi cỏ để núp để khép góc đây. Nháy đen một xíu này, quay trở lại bắt luôn này. Cả ván héo nữa. Này thì ván héo này, tiền ván héo lên bảng điểm số. Lượng máu của mình thì cũng khá là thấp rồi. Tình huống này thì không biết có chạy được hay không. Tiếc thế, pha này không chạy được rồi anh em ạ. Và cuối cùng bị mất đó là cái màn chấm dứt. Một điểm anh em cần lưu ý nữa, lúc nãy thấy đó là ván héo sử dụng chiêu cuối vào mình đúng không, nhưng mà cái lượng sát thương thì không đáng kể. Bên cạnh đó thì ván héo tụt máu không phanh. Đó là về lợi ích của đó là chiêu 2 nữa, tức là khi anh em bật chiêu 2 thì bên cạnh đó là khả năng miễn thương thì đòn đánh thương của tem bên địch thì phản lại đó là chính chủ nữa. Nên là vì thế Omen đã trấu lại con đó là trấu bo và gây đám cực kỳ là tốt. Thì về đó là chiêu thức của vị tướng Omen như vậy, còn về đó là nội tài của vị tướng Omen anh em cũng cần đó là tìm hiểu. Nhưng mà trước hết thì sẽ đó lại hỗ trợ tím pha này đã chẳng hạn này. Rồi pha này thì chắc chắn là Batman hết chạy rồi khi mà hết chiêu cuối. Rồi Batman lên bảng điểm số, bắt luôn đó là vị trí của Á Thu này. Hello Á Thu, và tiền Á Thu lên bảng điểm số. Vậy đó là quá là thành công luôn rồi. Với nội tài thì anh em thấy thì phía dưới thanh máu của vị tướng đó là Omen có thanh nồi nắng đúng không? Lúc nào anh em đánh đó là thanh nồi nắng này, những đòn đánh thương thì anh em thấy đấy chưa? Đấy, khi nào thanh nồi nắng chuyển sang màu đỏ thì Omen được đó là tăng tốc đánh. Bên cạnh đó thì có sát thương chuẩn. Sát thương chuẩn là sát thương máu trắng trắng ăn trực tiếp đó là vào mục tiêu, máu của mục tiêu, không ảnh hưởng bởi lớp giáp, vì thế gây đám cũng cực kỳ là tốt. Tình huống này thì mình tưởng là hai người thì mình cấn được, nhưng ba người thì thôi tốc biến bỏ chạy. Nhưng mà cuối cùng thì cũng ăn được vị trí của Batman Temendic. SP Teming đến cái mặt soi map nên là những vị tướng tăng hình dạng như Batman hay là Ngô Khống thì cũng bị đó là khắc chế phần nào. Bây giờ anh em thấy từng này lượng máu, nhưng mình cũng có thể là đủ ăn vị trí xa thủ tem bên đi anh em ạ. Rồi pha này thì sử dụng đó là chiêu một kéo trúng này, kéo trúng thì chắc chắn khóa trúng. Một chấm máu vẫn quay trở lại đó là solo cứu. Với đó là ván heo tem địch đó là dễ dàng, tiễn ván heo tem địch lên bảng điểm số. Ôi thôi xong rồi, pha này bắt mát. Ồ toang. Bắt mát mà đã bắt thì chắc chắn thì lượng máu đó thì cho dù đó là mình như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đó là chơi lại bắt mán được. Và cuối cùng thì mất đó là cái màng hạ gục, nhưng không sao cả anh em ạ. Lấy được màng xà thủ tem bên địch cũng là ok rồi. Ván héo của địch thì lên đám phép, thì mình đóng cái huân chương trói nữa thì xíu nữa là sẽ đó là giảm đi sức mạnh của tem bên địch khá là nhiều. Về Omen thì anh em thấy thì có những lối chơi, ví dụ như anh em có thể đó là ulti và tốc biến, hoặc là tốc biến ulti chẳng hạn để khóa đối phương một cách dễ dàng.
Và đặc biệt thì cái đó là ulti và tốc biến thì sẽ đó là giúp đó là anh em tạo được cực kỳ là nhiều bất ngờ. Ulti tốc biến cũng được mà tốc biến ulti cũng được, làm sao anh em khóa đó là đối phương, khóa đó là mục tiêu là được nhá. Về phù hiệu thì dành cho đó là vị trí của Omen, mình sẽ sử dụng đó là bộ phù hiệu đó là tinh linh. Tinh linh sẽ giúp đó là Omen cực kỳ là khỏe. Đây, pha này thì mình sẽ bật luôn này. Hello bạn, hello bạn. Bật đó là chiêu 2 lên 1, 2, 3, càng đông càng vui. Pha này sát vực lại và thủ thì hệ chạy 3 người đó là lên bảng điểm số. Và double kill dành cho đó là vị trí của Omen. Vừa trấu bò, vừa khỏe, vừa sức sát thương tốt. Đó là những gì đó là Omen có. Đó là lý do vì sao đó là Omen là chất tướng khá là hot pick. Bên cạnh đó thì cái sát vực chiếu cuối thì con đó là tạo được đó là đột biến nữa anh em ạ. Nhưng mà anh em nên nhớ rằng gặp những chất tướng đó là có sát thương chuẩn, ví dụ như gió này, ví dụ như đó là hai gia tế, thì anh em cũng nên cẩn thận cho mình một xíu. Bởi vì Omen thì bị khắc chế đó là vị tướng, các vị tướng đó khá là nhiều. Thứ nhất là gión bản theo phần trăm máu, thứ hai hai giây tế có sát thương chuẩn nữa. Mà những Omen thì không phải là chất tướng sốc đáp nên anh em cẩn thận. Còn các vị tướng xa thủ khác thì gần như đó là Omen có thể là hành được. Về phần trang bị dành cho Omen thì mình sẽ lên như sau. Đầu tiên thì đó là đôi giày kiến cương kháng hiệu khống chế. Tiếp đến thì đó là cái kiếm phân nia đánh theo phần trăm máu. Sau đó thì cái đáo truy hôn để giảm khả năng hồi phục của tem bên địch. Tiếp đến thì đó là huân chương trói kháng phép. Tiếp đến thì giáp thống khổ phản đám. Và cuối cùng đó là cái kiến thất truyền. Với build này thì Omen vừa đảm bảo cái lượng đám, giảm khả năng hồi phục của tem bên địch, bên cạnh đó thì đảm bảo cái lượng kháng phép, kháng đám vật lý, cực kỳ là trâu bò luôn. Với phù hiệu tinh linh thì giúp sức sát thương của Omen ở giai đoạn đầu game cũng sẽ cực kỳ là tốt. Tinh linh thì bây giờ đó là Omen được sử dụng đó là rất chi là nhiều luôn. Đây pha này thì bạt mán này, sử dụng ngay cả chiêu cuối vào mình, không mất một xíu máu nào cả. Quay trở lại xả thật hướng, tiện bạc màn lên bảng điểm số, kéo lại giữ ngay cái sát vực. Giá ta của tém địch thì đình cất cánh, nhưng mà cuối cùng cùng bị lên bảng điểm số đó là 2 người, 3 người và 4 người. Double kill dành cho mình. Và anh em thấy trấu không? Quả là trấu bo đúng không? Bê bảng ngọc dành cho Omen thì anh em lên cho mình như sau: ngọc đỏ, tốc đánh chỉ mang, ngọc tím, tốc đánh tốc chạy và ngọc xanh, công vật lý và xuyên giáp. Đó, đó là trang bị, bảng ngọc và phù hiệu dành cho đó là vị trí của Omen. Thì chắc có lẽ là trận đấu sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình. Nếu cảm thấy hay, hữu ích, đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh Đồ Tinh Thần. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.